hoa rơi chất thành sự bạc bẽ ni phàm trần. Bay theo gióng chẳng để lại dấu vết. Xin mượn thời gian một giọt mực, viết lại chuyện ta và người. Chia ngọt sẻ bùi cùng rong ruổi đất trời. Máu nhuộm thấm, số phận đang xen, nhân quả khó gỡ. Tạo thành duyên cớ gặp gỡ trong thời loạn. Kề vai sánh bước vượt qua gian khó. Tìm lại những ly hợp. Binh đao lác đác, trăng sáng soi thành cổ. Ta nguyện dốc một thân gian dạ. Thiết mã chiến ca hướng tới mây trời. Chỉ vì một câu không hối hận. Trận sinh tử không phá không về. Mặt tháng năm trôi vật đổi sao dời. Núi sông có tận cùng người cũng không chia ly. Băng qua khói lửa lại bầu bạn cùng người. Lưu Thủy điều điều chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiêu Lâu. Tập 21. Đi thôi. Nào, để ta lau mồ hôi cho con. Hôm nay khá lắm. Đệ tỷ tỷ. Đứa nhỏ này nên học hỏi thêm từ cha con. Về nhà rồi, mà sao còn không vui? Thành Nguyệt Lạc. Khánh Khang. Phủ Kiếm Đỉnh Hầu. Hầu gia, làm việc nhiều quá sẽ hại sức khỏe. Uống chút canh sâm đi. Tấu sớ sáu điều cải cách binh chế. Hầu gia muốn thúc đẩy cải binh. Vốn định mượn cớ án quân khí để tái xuất. Nhưng lại tự trói mình trong thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không mạnh tay chém đứt, làm sao lấy lại được tín nhiệm của bệ hạ dành cho ta? Nhưng cải binh chẳng có lợi cho Trường Phong vệ. Từ khi tiên đế lập quốc, tư binh của các thế gia vọng tộc luôn là căn bệnh khó chữa cả triều đình. Trong đó, điều khiến bệ hạ lo lắng nhất chính là quân trấn viễn Trường Phong vệ. Giờ đây, Trường Phong vệ tạm thời do Nhạc Cảnh Long quản lý. Cái gai trong lòng bệ hạ chỉ còn lại quân trấn viễn thôi. Nếu ta có thể giúp bệ hạnh đi cái gai này, thì mới có cơ hội quay lại triều đình. Như vậy, chúng ta sẽ kết thù với Lư Du rồi. Kể từ khi ta giao sổ sách của Lư Du, mối thù này đã sớm có rồi. Bệ hạ đã muốn lấy lại binh quyền từ lâu, chỉ là chưa tìm được cớ thôi. Cải binh này chính là thuận theo ý bệ hạ, cũng là cơ hội duy nhất của ta lúc này. Nếu không phải vệ chiêu phá rối, hầu gia nào cần tự đặt mình vào tình thế hiểm nghèo này?
Công bằng mà nói, nếu ta ở vào hoàn cảnh của hắn, ta cũng sẽ làm như vậy. Tam Lang đúng là một đối thủ giỏi. Đáng tiếc thật. Hầu gia thực sự định vạch trần hắn sao? Hiện giờ không có nhân chứng, vật đối đầu trực diện, chỉ làm cả hai bên tổn hại rất thôi. Giờ việc quan trọng nhất là lấy lại sổ sách của Bùi Thịt Tây hắn. Thuộc hạ vô dụng, từ khi mất dấu vệ Chiểu Trường Phong đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn. Có lẽ hắn đang ở Lương Châu. Hầu gia, sao ngài lại cho rằng như bệ hạ không động đến Lư Du không có nghĩa là tin tưởng hắn? Chắc chắn ngài ấy sẽ phái Tam Lang đi thăm dò thực hư. Vậy thuộc hạ sẽ lập tức phái người tới Lương Châu điều tra. Nếu bệ hạ chấp thuận cải binh, ta sẽ có cơ hội đến Lương Châu. Khi đó tự nhiên sẽ đối đầu với hắn lần nữa. Còn một chuyện nữa, phu nhân phái Đỗ Ma Ma đến báo rằng đã thay hầu gia hẹn gạnh tiểu thư Đổng gia. Nếu là do mẹ tự hẹn, cứ để bà ấy tự mình đi là được. Vâng. Thời gian luôn không đủ nói cho hết nỗi niềm, tích góp đầy ắp sự dịu dàng. Nhẹ nhàng hứa một lời dài lâu, nguyện sớm chiều bên nhau. Ánh đèn xa xôi đẩy thuyền, nỗi nhớ quá đậm sâu, dừng lại trong giấc mơ của ta. Ngày xưa sao trời vẫn như cũ, chỉ có nàng theo gió vào mộng. Gió không ngừng thổi, muốn hỏi nàng một câu, khi đến nguyện ở bên ta, chôn sâu tình cảm, đợi tháng năm thấu tỏ. Lại qua xuân thu, kiếp này nguyện dìu nàng qua bể khổ, không ưu phiền. Hầu gia đã từ chối rồi à? Vậy có nên hủy cuộc hẹn với nhị tiểu thư Đổng gia không? Không sao, sớm muộn gì nó sẽ phải gả vào hầu phủ, cứ xem như để rèn tính tình nó trước. Hầu gia đang chuẩn bị dâng tấu chương vào cung, nó muốn làm thanh đao cho hắn, nhưng chưa chắc hắn như ý nó mong muốn. Điện Hoàng Thái. Bái kiến Đổng tướng. Sao Bùi hầu vẫn còn ở đây? Tại hạ ở đây chờ bệ hạ triệu kiến, không dám rời đi. Khổ cho Bùi hầu. Lão phu nhất định sẽ trình bày trước mặt bệ hạ tấm lòng trung thành của Bùi hầu. Đa tạ Đổng tướng đã nói tốt, sau này Bùi Diễm nhất định sẽ báo đáp. Lão phu đi trước, cáo từ. Đại nhân bảo nhị tiểu thư về phủ. Vâng. Điện Hoàng Thái. Khánh Khang. Thành Nguyệt Lạc.
ra đi. Cho ta đi theo ngài đi. Không được. Ngài cứu mạng ta phải báo đáp. Không cần ngươi báo đáp. Ta quen thuộc trong thành, có thể giúp ngài. Con đường phía trước nguy hiểm, ta không thể lại một đứa cháu trai cho bà ngươi. Bà ta nói, bà sống đến từng này tuổi, chuyện gì cũng đã từng gặp, chuyện gì cũng nhìn thấu suốt rồi. Nếu đây là số mệnh của ta, phải tự mình gánh lấy. Cho ta đi theo ngài, ta nhất định sẽ không cản trở đâu. Bình thúc, đi thôi. Cái đó là gì vậy? Cái đó là trống da cá. Cô nương có muốn mua chút có thể thử không? Dưa muối, dưa chuột muối. Ta muốn một túi dưa được. Chuột muối bao nhiêu tiền? 5 văn tiền. 5 văn tiền. Cầm lấy đây. Cô nương đi thông thả nhé. Dưa chuột muối này sao mà chua thế? Ta không biết. Ngươi thử xem. Ta không thích vị này. Không ăn thì thôi. Họ cười gì thế? Thường là nữ nhân mang thai mới ăn dưa chuột muối này. Vậy sau này ta có thai vẫn sẽ ăn. Thật là không biết xấu hổ. Dưa chuột muối ngon thế này. Đợi khi con ta có thai, ta sẽ mua cho nó 5 giỏ lớn. Ta yêu nàng. Nàng có đồng ý làm thê tử của ta không? Không đồng ý. Hắn thích cô lâu rồi sao? Lần đầu gặp. Lần đầu gặp đã cầu hôn cô sao? Truyền thống của Nguyệt Lạc hôm đấy nay mà. Không biết ngày mai ra nghĩ sao? Gì thì làm nấy. Công tử, chỗ nghỉ chân thì lên núi từ hướng này. Vậy ta sẽ để lại dấu hiệu cho như sư phụ. Vậy sư phụ thấy sẽ tìm được ta. Đi thôi. Công tử, ngài ở phòng kia, ta với A Lạc ở phòng kia. Ngọc Liên, cô thì ở đó đi. Bình thúc, ta ở phòng nào? Cô hả? Ở đó, phòng chứa củi. Ta không ngủ ở phòng chứa củi. Ta muốn ngủ cùng Ngọc Liên. Ta muốn học hỏi công tử. Ta muốn học hỏi cô nương. Hai người quả là cùng hội cùng thuyền, giống hệt hai tỷ đệ. Ai muốn làm đệ đệ của cô ta? Được thôi. Tạ ơn công tử. Công tử đã mệt mỏi cả ngày rồi. Nghỉ sớm đi, đừng để hai người họ làm loạn.
Đi thôi. Không có việc gì mà ân cần. Cô muốn làm gì? Ta chỉ thấy cô lợi hại. Ta muốn kết bạn với cô. Lợi hại? Đúng vậy. Lần trước ở Phương Lâm Nguyễn, cô có thể thoát thẩn gì ả bao nhiêu người. Chẳng phải lợi hại sao? Cô đều thấy hết sao? Ta thấy hết. Tên Đằng Thụy Đóng là một lão dâm tặc. Cô nên chém hắn một nhát cho da thịt bung ra. Nhưng sau đó cũng đã cho hắn nếm mùi đau khổ rồi. Đây là mẹ cô đưa cho đấy. Ở Nguyệt Lạc của các thường ăn trứng gà như thế nào? Mẹ, để con giúp người. Cô là ai? Sao lại gọi ta là mẹ? Thực ra, con không có mẹ. Cho nên, nhìn thấy di mẫu nào hiền từ như con người, đều gọi là mẹ. Lấy chút hời. Đứa trẻ ngoan. Nếu con gái ta còn sống, chắc là cũng tầm tuổi con. Vậy người sai con như con gái đi. Cảm ơn con. Không cần cảm ơn đâu. Cô nương như con, càng nhìn càng thấy Ngọc Liên nhà ta. Vậy người cứ coi con là Ngọc Liên đi. Mẹ, đây là trứng chiên chua ngọt. Cô thử xem. Lần đầu tiên ta thấy cách ăn này đấy. Cô không ăn sao? Đồ mẹ cô đưa. Cô ăn đi. Mẹ cô còn khen cô với ta nữa. Nói cô dung mạo xinh đẹp, vô cùng thông minh. Đối với mẹ, ta đã bỏ mạng tại trại nô lệ của Đại Lương từ lâu rồi. Nếu như không có công tử, chuyện này đã sớm trở thành sự thật rồi. Ta còn có nhiệm vụ bên mình, không nên cho mẹ hy vọng tan vỡ. Các cô đều không sợ chết ư? Trước đây ta từng thấy cặp vợ chồng già cũng y như vậy. Nếu cô đang phải gánh chịu nỗi oan, cô sẽ phát hiện trên đời này có chuyện còn quan trọng hơn sự sống. Nhưng chết. Tính mạng không còn, cần trong sạch làm gì nữa? Sống còn hơn là mất mạng. Tiểu nha đầu, lần nào cô nói chuyện vô tư như vậy? Nếu như công thực sự giống như cô nghĩ, ngài ấy cũng sẽ vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày trước ta cống một giai điệu ở Nguyệt Lạc, hình như là ngâm nga như thế này. Cô có biết nó tên gì không? Cô ngâm nga cứ như chó gặm. Ta mà biết được mới lạ đấy. Ta chỉ mới nghe qua một lần. Cô cho ta nghe lần nữa, chắc chắn ta sẽ học được. Cô muốn biết tên giai điệu này làm gì? Ta thấy hay, nên muốn học. Cô có thể kể cho ta về vệ chiêu không? Ta cảm thấy từ khi tới Nguyệt Lạc, hình như hắn trở nên rất kỳ lạ. Ta không biết. Ăn trứng của cô đi. Giang Từ, cảm ơn cô. Ngọc Liên, Bình Thúc, mèo giấu mặt này đúng là càng về sau càng khó đối phó.
Nếu muốn theo ta học, thì phải bắt đầu từ rèn luyện thân thể. Từ nay trở đi, mỗi ngày phải trồng cây chuối một canh giờ. Buổi sáng luyện võ một canh giờ. Không được làm biếng. Hiểu chưa? Vâng. Tiếp tục. Cải cách binh chế này của Bùi có giả tâm rất lớn. Bùi Hầu là người có chí lớn, đương nhiên sẽ muốn chia sẻ nỗi lo cùng bệ hạ. Nếu hắn thực sự chia sẻ nỗi lo với Trẫm, Trẫm ắt sẽ thưởng cho hắn. Phía Tam Lang có tin gì chưa? Bẩm bệ hạ, vệ chỉ huy sứ vừa tới Lương Châu đang âm thầm tra thực hư của Lư Công. Bùi Hầu, hôm nay bệ hạ hơi mệt, mời ngài về đi đã. Làm phiền Đào tổng quản rồi. Vậy ngày mai Bùi mổ lại tới. Hầu gia, hầu gia đã đợi cả ngày trời rồi. Bệ hạ quyết định thì cần có thời gian. Trời đã tối rồi, các ngươi về trước đi, ta đi dạo một mình. Thời gian luôn không đủ nói cho hết nỗi niềm, tích góp đầy ắp sự dịu dàng. Ngày xưa sao trời vẫn như cũ, chỉ có nàng theo gió vào mộng. Gió không ngừng thổi, muốn hỏi nàng một câu. Khi đến nguyện ở bên ta, chôn sâu tình cảm, đợi tháng năm thấu tỏ. Lại qua xuân thu, kiếp này nguyện dìu nàng qua bể khổ, không ưu phiền. Muốn hôn lên ánh mắt trong veo của nàng, sao rơi phủ đầy tim. Bán bánh ngọt đây, bánh ngọt mới ra lò đây. Kiếp này nguyện dìu nàng qua bể khổ, không ưu phiền. Hầu gia, cuối cùng tiểu nhân cũng gặp được ngài. Lần trước không may mắn không cho các ngài ăn đượm thịt cừu. Tiểu của nhân ta hằng ngày đều đợi ở đây là để tự tay làm mì cho ngài ăn. Trưởng quầy có lòng rồi. Cô nương lần trước đi cùng hầu gia sao? Cô ấy tạm thời đang du ngoạn phương xa, vẫn chưa trở về nhà. Vậy thật tiếc. Hầu gia, ngài vào ăn bát mì đã. À thôi, ta đợi cô ấy về rồi đến ăn cùng cô ấy. Được, ngươi cứ làm việc đi. Hầu gia đi thong thả. Nàng xem, nó trôi đi xa rồi. Đẹp thật. Hầu gia, mời. Ta còn tưởng buổi hẹn hôm nay đã hủy bỏ rồi.
Đa tạ hầu gia không tới. Ta mới có cơ hội đi dạo một hôm, nghe nói Lãm Nguyệt Lốc cao lương mỹ vị, nên ta tới thử xem. Bùi Mỗ quả thực hổ thẹn. Ngày mai ta sẽ chọi bức tranh chữ nổi tiếng đem đến phủ, nhận lỗi với tiểu thư. Hầu gia khách sáo rồi, chỉ là tranh trực trọng đến sự kết nối trái tim. Vẫn là tự mình chọn thì nhị tiểu thư là người thẳng thắn. Tại hạ hổ thẹn. Hầu gia không cần nói nhiều. Hôm đó ở hầu phủ là ta đã hiểu ý của hầu gia rồi. Ý của ta cũng giống hầu gia. Chỉ là mối hôn sự này có thành hay không, không phải chỉ hai ta quyết là được. Chúng ta đều là người thân bất do kỷ. Điều mà cả hầu gia và ta được dạy là cân đo toan tính. Nếu cái giá của chống cự quá lớn thì sẽ từ bỏ phiền phức. Ngược lại, chỉ khi lợi ích rất lớn mới có thể chiến đấu đến cùng. Nhị tiểu thư tính tình sáng suốt, Bùi Mỗ tự phạt một ly, nhận lỗi với tiểu thư. Hôm nay về, ta sẽ bẩm báo rõ ràng với hầu gia, đến theo lời mời, ngài cũng nhớ che giấu. Đa tạ tiểu thư, xem như ta cho hầu gia một ân tình. Nếu thật sự có ngày hay ta phải về một nhà, hầu gia đừng can thiệp vào chuyện sống của mình là được. Hầu gia, không hay rồi. Thôi tiên sinh ngài ấy từ khi về phủ đã 4 ngày ấy không ăn uống gì rồi. Phủ Kiếm Đỉnh Hầu. Tử Minh cứ ngồi đi. Ngươi ở trong phủ ta 2 năm, ta một lòng chân thành với ngươi. Bùi thị có học giả uyên thâm đương thời, đại sư nổi danh, nhưng chưa từng có ai khiến ta phải quan tâm như Tử Minh. Ngươi hà tất gì phải khổ như vậy? May mắn được hầu gia xem trọng, Thôi Lượng không dám quên. Thân là môn khách của hầu gia, Lượng nên ưu tiên hầu gia. Giúp Giang cô nương là Lượng có lỗi với hầu gia. Lượng đã không còn mũi hưởng lộc ở hầu phủ. Bát canh này không cần ta phải dùng phận Kiếm Đỉnh Hầu ép ngươi. Nếu ngươi còn xem Bùi là người bạn có thể trò chuyện thì hãy uống nó và đi ra ngoài cùng ta. Hôm nay chúng ta không nhắc đến Giang Từ. Ta biết trong lòng Tử Minh vẫn còn vướng mắc về vụ án Nam Linh. Lượng chưa từng thấy việc tranh quyền đoạt lợi có giả tâm, tham vọng là sai. Chỉ là ta thấy sao hầu gia phải tranh đoạt. Nếu hầu gia chỉ vì ham muốn cá nhân mà liên lụy đến bách tính, đem đến ngọn lửa chiến tranh không hồi kết, đó là sai lầm rất lớn. Bùi Diễm trong lòng của Tử Minh là người lạnh lùng vô tình, dở đầy thủ đoạn sao? Lượng lựa chọn hầu gia làm chủ quân do đánh giá cao và khâm phục thảm vọng và chiến lược của hầu gia. Điều Lượng sợ là hầu gia ba chìm bẫy nổi triều đường nhiều năm, sẽ có ngày vì ham muốn của chính mình, vì tham vọng bản thân muốn thực hiện, mà khuấy động dông tố ở Chính Châu, thay đổi tình hình chung của thiên hạ. Người hiểu ta chính là Tử Minh. Hầu gia, Trường Phong Kỵ có 100.000 binh mã, có thể khơi mào dông tố Chính Châu này, cũng có thể dẹp in hình hỗn loạn của thiên hạ. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ thoáng qua của hầu gia. Tử Minh nói hay lắm. Nếu đã vậy, ta lại càng phải dành mọi thứ đã mất về. Tử Minh, ta cần ngươi ở lại bên cạnh ta đi. Ta đảm bảo với Tử Minh, chắc chắn ta sẽ không phụ
lòng tin của Tử Minh dành cho ta. Vậy Tiểu Từ thì sao? Hôm nay chúng ta đã thống nhất không nhắc đến Tiểu Từ rồi. Phải rồi. Trước giờ Tử Minh thông thạo tranh chữ. Tặng cho ta bức tranh chữ đi. Phủ thừa tướng. Tấu sớ sáu điều oai cách binh chế của Bùi Diễm quả thực đã đánh vào điểm yếu. Theo thần, phải nhanh chóng thúc đẩy. Bệ hạ, Bùi Hầu đã tới. Tội thần Bùi Diễm khấu kiến bệ hạ. Bình thân, tạ ơn bệ hạ. Tội thần gì chứ? Người viết được một bản tấu như thế này thì có tội gì được? Nếu có thể thực hiện triệt để việc phân chia và triển khai quân đội, chỉ có thể ban phúc cho muôn dân, mà gánh nặng của Lư Khanh cũng được giảm nhẹ không ít. Thần chỉ mong đại lương ta giàu mạnh, giữ vững giang sơn. Chỉ e làm vậy sẽ khiến Lư Khanh hiểu lầm trẫm. Bệ hạ và Lư Công như tình huynh đệ. Lư Công trấn giữ biên cương đã bao năm nay hai cha con xa cách, bệ hạ thật sự không nhẫn tâm. Thần nguyện lập tức đến Lương Châu tiến hành cải cách quân đội, giúp bệ hạ vẹn tình huynh đệ, vẹn nghĩa quân thần, kiếm đỉnh hầu trung hiếu nhân nghĩa, lập tức cho khôi phục chức quan. Truyền tin cho Tam Lang, bảo hắn theo dõi Lư Dùa Bùi Diễm thật chặt. Vâng. Chúc mừng Hầu gia được khôi phục chức quan. Con nhất định sẽ hoàn thành đi nguyện của cha, để đại lương sau này có một ngày sẽ chỉ có Trường Phong vệ. Con sẽ nghĩ cách lấy sổ sách của mẹ về. Còn về những chuyện khác, bây giờ con vẫn chưa nghĩ đến. Mau chóng chuẩn bị người và ngựa, theo ta đến Lương Châu. Nếu để Hầu gia tự mình đối mặt với Lư Công thì chỉ e lành ít giữ nhiều. Nếu ta đã đề xuất thì tất nhiên ta phải đích thân đi. Lần này đến Lương Châu cũng là cơ hội để đoạt lại sổ sách trong tay Tam Lang. Vệ chỉ huy sứ tinh ranh hơn thỉ, Hầu gia đã nghĩ ra cách đối phó với hắn chưa? Hắn đã mai phục ở Khánh Khang nhiều năm, ắt hẳn đã âm thầm gài người ở đó, âm thầm điều tra. Sau này nhất định sẽ dùng đến. Công tử định ra ngoài à? Luyện xong rồi à? Ngươi có thể bảo cô ấy bị ngươi ngủ luyện thêm một canh giờ nữa. Công tử, ngươi tìm đồ đệ mà sao không hỏi ta có nhận hay không? Cơ mà, sao ngươi biết là ta biết ngủ cầm hí? Cô múa giỏi như vậy, không tìm người kế thừa tài năng của cô thì đáng tiếc quá. Ta muốn đi tìm công tử. Ta cũng muốn đi tìm công tử. Hai người đứng lại, không được đi đâu hết. Nếu không ta lấy roi ra đấy. Quay lại ngủ cầm hí.
Chuyện lén chạy trốn này không làm khó được ta. Cô, hôm nay có phải Nguyệt Lạc xảy ra chuyện gì biết? Không? Nếu muốn đi tìm công tử thì hãy nói cho ta biết. Hôm nay là lễ chọn thành chủ. Chuyện lén chạy trốn này ta có kinh nghiệm hơn ngươi. Mới rời mắt một cái đã chạy mất rồi. Lại đây. Giờ lành đã đến, buổi lễ bắt đầu. Hay lắm. Chức vị thành chủ Nguyệt Lạc bao năm nay vẫn để trống. Hôm nay, chúng ta phải chọn ra một người dẫn dắt tộc ta độc lập tự cường, giúp đỡ tộc ta an bình vô lo. Lễ chọn thành chủ hôm nay vẫn theo quy tắc, sẽ chọn một trong hai người được bầu chọn nhiều nhất trong bốn vị trưởng lão có năng lực dẫn dắt quần chúng, thì người đó sẽ là thành chủ mới của Nguyệt Lạc. Hay lắm. Ai chẳng biết Hồng trưởng Lã Bình trưởng lão đều xuất thân là võ tướng. Việc tỷ võ quá bất công. Yêu trưởng lão của Nguyệt Lạc với các trưởng lão, nếu không có các trưởng lão chỉnh chính sách ruộng đất, người trong tộc làm sao có được cuộc sống như bây giờ, có phải không? Nếu không có sự cân nhắc thấu đáo, Bình trưởng lão phòng dọc theo biên giới lại quân Trấn Viễn, e là người trong tộc không ăn nổi một bữa cơm yên bình diễm. Trưởng lão các của Nguyệt trong Lạc thành Lê trưởng lão nắm giữ, Lê Mộc, trưởng lão của Nguyệt Lạc, mới Lê khiến trưởng lão thành ta được bình yên, đêm đêm không cần giữ nhà. Thế nên vị trí thành chủ tất nhiên phải là của Lê trưởng lão. Các người cứ nói khoác đi, nếu nói đến những chuyện lớn nhỏ trọng thành Nguyệt Hồng Lạc, già, trưởng lão của Nguyệt Lạc thì có ai rõ hơn Hồng trưởng lão cung cúc tận tụy thành Nguyệt Lạc. Ta chỉ nhận trưởng lão là thành chủ. Hồng trưởng lão, Lê trưởng lão, ta ủng hộ các trưởng lão bầu. Thu phiếu bầu rồi, ngươi bầu cho ai? Lê trưởng lão một phiếu. Các trưởng lão, Bình trưởng lão một phiếu. Lê trưởng lão một phiếu. Các trưởng lão một phiếu. Hồng trưởng lão một phiếu. Hồng trưởng lão một phiếu. Các trưởng lão một phiếu. Bình trưởng lão một phiếu. Lê trưởng lão một phiếu. Tiêu. Tiêu gì? Tiêu Hải Thiên. Ai bầu cho hắn vậy? Kẻ nào đang gây sự ở đây? Đứng ra đây cho ta. Phải đó. Ai bầu đó? Tiêu Hải Thiên là tội đồ của Nguyệt Lạc. Kẻ nào to gan dám nhắc đến hắn ở đây? Muốn đối đầu với cả Nguyệt Lạc ư? Phải đó, đúng vậy. Ai bầu phiếu đó vậy? Hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh đã. Các vị, trong lòng các vị nghĩ gì thì cứ nói thẳng với các trưởng lão. Phải đó, nói với trưởng lão đi. Dám làm mà không dám đúng nhận đó. Ngươi bầu cho không hắn phải là làm loạn gây sao? Chia rẽ. Ngươi là ai?
Trâm Bạch Ngọc, ta đến đòi lại công bằng cho Tiêu lão thành chủ. Đây không phải là đồ của Tiêu Hải Thiên sao? Ngươi dám nhắc đến Tiêu Hải Thiên? Nếu không tại Tiêu Hải Thiên, người trong tộc đâu rơi vào tình cảnh khổ cực ngày hôm nay? Một kẻ tội đồ phản bội niềm tin thì có gì mà đòi công bằng? Đúng đó, hắn có gì mà dám đòi công bằng? Khi Tiêu lão thành chủ bị oan, không ai trong số các người rằng ngài ấy trong sạch, thậm chí còn câu kết với quân Trấn để đuổi cùng giết tận Tiêu gia. Không phải là muốn lấy Trâm Bạch Ngọc để làm thành chủ sao? Tiêu lão thành chủ cũng doát người chọn ra. Khi được ngài ấy che chở thì các người tỏ vẻ kính nể, nịnh nọt. Khi ngài ấy bị oan mà hy sinh, cũng chính các người đã khinh rẻ, bỏ rơi ngài ấy. Nếu trong lòng các người thành chủ là có thể tùy ý bỏ rơi, thì các người còn chọn thành chủ làm gì? Ngươi nói láo. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ nghe xem hắn nói gì. Phải. Theo lời dạy của tổ tiên Nguyệt Lạc, chỉ có dũng sĩ gan dạ và được người trong tộc yêu mến kính nể mới có tư cách kế thừa Trâm Ngọc Bạch của tổ tiên trở thành thành chủ. Gan dạ chính nghĩa, yêu mến kính nể. Trong tám chữ này, các ngươi đã xứng với chữ nào? Chàng không nói đến các ngươi còn chẳng ra Trâm Bạch Ngọc, mà đã dựng đài hát kịch ở đây, tự lừa mình dối người. Nếu đã như vậy, thì ngươi hãy ở lại cùng giải quyết luôn thể. Ngài ấy sẽ không xa đâu. Đi trước đi. Ánh tà dương ung dung hưng thể còn quyến luyến. Trăng đã hé úa. Sương động trên thanh kiếm, dây trên cung tên. Trói buộc người lại. Gió mưa về phương Bắc, đà nhạn về phương Nam. Ai có thể gặp lại đây? Hướng nhìn núi xa xôi, hoa rơi cả một vùng, nhuộm lấy dòng chảy tháng năm. Lúc đó mọi chuyện bình thường, lại để đời này mờ mịt uổng phí. Năm tháng nhạt nhòa, vội nói lời từ biệt. Lúc đó mọi chuyện bình thường, bất chợt nhìn về trong gió, hình bóng xưa nhạt phai, giờ đang nơi đâu? Lúc đó mọi chuyện bình thường, nhưng nhìn lại cứ như một giấc mơ. Xa nhau lại chẳng quên nhau, không phụ thời gian. Lúc đó mọi chuyện bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt nếm bao thăng trầm. Vì thế gian vô thường, vẫn mong người bình an.